tộc ha các bạn. Thì đó, đây cái tháp làm YouTube luôn nha. Anh Tư nè các bạn ơi, anh Tư nè, bắt tay anh Tư cái này. Xin chào cô chú và các bạn nha. Hôm nay thì có đi đám giỗ ở dưới này nè, bên cho chỗ cái cầu mà cái cầu tháp các bạn. Để chút một tiếng nữa thì đám giỗ nhà của ông anh của mình ha. Thì bây giờ bước ghé đây bước mua thùng bia, họ bữa họ mua nước ngọt, thì có một số anh em mình lựng là bạn hãy lên mua bia ha. Rồi bây giờ để bước mua bia các bạn ơi. Hello, hello, chào bà chủ ơi. Em lấy cho anh thùng kem đi em. Cái gì anh? Cái thùng cái lùng bao nhiêu? Lùng thì 340. 340. Lấy cho anh thùng lùng đi. Lùng uống đủ rồi, cao quá uống không nổi. Đây là cái tiệm tập quá mình tên gì vậy cô? Hả? Cái tiệm mình tên gì vậy? Tập quá Kim Ba. Tập quá Kim Ba hả? Để anh quay quảng cáo luôn ha. Bạn ơi, cái thùng bia canh lùng này á thì 340 nha các bạn. 340. Ok, rồi bắt đầu bây giờ mình đi xuống dưới kia. Tiếp tục nha các bạn, đám giỗ phải đi tùy theo cái chỗ mình đi mà cái gì ha các bạn. Ok bây giờ đi thôi để các bạn ơi, hiện giờ thì Phước đang đứng ở đây là trên cái cầu sắt nha các bạn, cầu sắt Bình Thuận á, cầu sắt cầu Bình Thuận. Ở bên đây là phía bên này là cái bưu điện ở đây nè các bạn ơi, bưu điện nè. Có cái tháp của Paris này cao lắm nè. Đó, bây giờ Phước quay bên qua bên chợ nông sản thực nông sản Bình Thuận bên đây nha các bạn. Đó trên cầu Phước nhìn quay xuống nè, mua lon bia, mua chất rượu, mua chân vịt gậy. Cái cầu này hồi xưa đó là cầu bằng sắt cho nên bây giờ người ta thường gọi là cầu sắt luôn các bạn ơi. Ở dưới có dạ cầu rồi này kia ha, đã lắm đó, có mấy chiếc chuồng rồi mấy bà con rồi đi bơi về vòng vòng kìa. Đó bây giờ là cầu đúc hết trơn rồi các bạn ơi, cầu đúc hoành tráng lắm, lớn lắm. Cái cầu này hồi xưa Phước ở đây là gọi là cầu sắt thôi, sắt của cái thời mà trước 75, mà cái thời mà hồi xưa lính Mỹ qua bên đây á là người ta làm á các bạn. Rồi bây giờ là xây lại đúc hết trơn rồi các bạn ơi. Còn cái hướng bên đây á, cái hướng bên đây là mình đi về cạnh đền nha các bạn. Cạnh đền rồi qua ngã tư Phát Sinh rồi mình đi qua Giá Gai rồi luôn á các bạn. Cái hướng này nè. Hồi nhỏ thì Phước có đi qua bên đây bằng xuồng, hồi đó đi xuồng, hồi đó chưa có, không có lộ xe các bạn. Đó bây giờ người ta cũng còn là xài nhà trang rồi tạt nước rồi xuống luôn rồi các bạn. Máy của Lê Tư nè, xưa mình đi vượt biên chứ. Cái xuồng mình cũng cỡ cái xuồng này á các bạn ơi. Đó. Tôi nhìn cái xuồng này nhớ lại ngày xưa quá. Mà mình đặt hai máy nha. Ok. Mình đi đám giỗ để kẻo trời chuyển mưa rồi các bạn ơi. Trời chuyển mưa rồi. Ok. Let's go. Bây giờ cái đường xá ở quê mình bây giờ thay đổi lắm rồi các bạn ơi, rất là ngon lành luôn á. Đường lộ là rất là êm. Đó đây Phước đi ngang cái cống này, không biết gọi là cống gì đây không biết. Thì bây giờ để Phước điện cho anh Tư thử coi ảnh cái chỗ nhà ảnh là tên gì không biết. Chết rồi, chơi vậy không bắt máy thì chết rồi, không được đâu, bắt máy biết được đâu mà kiếm anh Tư. Thôi để mình chạy xuống chút nữa coi. Ở đây là kêu bằng cầu Kinh Ba Lường nha các bạn. Cầu Kinh Ba Lường, cầu Kinh Ba Lường. Ok, chiều dài cầu là 18m và chiều rộng là 3,5m nha các bạn. Các bạn ơi, ở đây nó có cái đường gọi là đường vào chùa Chắc Băng Cũ. Ok, cái đây có đường lộ ha. Phải cái cống đằng trước đó là cống chùa không vậy chị? Chùa. Hả? Đây hả? Mình vào vô trong đó hả? Ok. Mưa. Để Phước điện cho anh Tư cái để kêu anh ra cửa anh đón chứ không biết nhà anh ở đâu nữa. Alo.
Alo anh Tư hả? Bây giờ em xuống tới đường vô mà cổng chùa nè. Bây giờ anh ra chút xíu nữa. Anh ra lộ anh đón em đi ha. Ra lộ đón đi. Tháp, tháp tới. Vậy hả? Rồi nhà dưới máy sông hay trên bờ anh? Trên bờ dưới máy sông. Ok, rồi ok. Rồi, anh mới xuống. Anh ra anh đón đi rồi em tới. Rồi, các bạn ơi đây nè, anh Tư anh nói là tới tới cái tháp này là gần tới chỗ anh. Anh ra cửa anh đón mình kìa. Đây là cái tháp nè các bạn. Thì anh Tư là người dân tộc ha các bạn. Thì đó. Đây cái tháp nè ha. Rồi ok, anh Tư anh đón trước kìa để mình chạy tới các bạn ơi. Khu vòng vòng đây là người dân tộc nhiều. Đây đây tới rồi, tới rồi. Hả lô. Hả? Về hết rồi. Tại đâu xa đâu bây giờ là anh em mình gặp dưới rồi. Kêu đừng có mua gì hả? Hả? Biết nè anh. Trời ơi trời. Này này cầm giùm anh. Khỏi mua cái gì. Mình nghe làm YouTube luôn nha. Anh Tư nè các bạn ơi, anh Tư nè, bắt tay anh Tư cái. Anh Tư về lâu quá mới gặp lại anh Tư, hồi xưa là anh Tư là có biệt danh là Tư da rắn. Hồi xưa là coi như anh Tư là đi qua bên Campuchia đem da rắn mà bệnh bán á. Cho nên là đặt là có bí danh là Tư da rắn nha các bạn. Ở đây là mấy chú bác ở đây. Dạ. Anh em. Nè bây giờ giới thiệu ơi. Đây là anh thì không nói anh hai, mà nếu mà nói từ đúng á nói anh là anh cả. Anh cả của gia đình. Dạ dạ. Thì anh cả là người Bắc, người ta gọi là anh cả. Còn mình ở trong miền Tây này gọi là anh hai. Anh hai, dạ dạ. Rồi bắt tay anh hai ha. Dạ. Anh hai. Dạ dạ, chào anh. Rồi mấy anh này là sao? Để giới thiệu luôn đi. Đây là Ní. Dạ. Anh hai. Ní anh hai. Dạ em bắt tay cái ha. À. Ní anh hai, anh tên gì? Bảy Công. Bảy Công chợ dành. Dạ. Chất Băng. Dạ, Bảy Công chợ dành Chất Băng. À. Rồi anh. Đây là bạn anh hai. Bạn anh hai là ba cường hai cường. Dạ, đây dạ. Là anh hai sợ anh là con của ông và Ní là anh của anh nữa. Dạ dạ ok. Vậy anh cũng anh hai nữa đó. Anh hai luôn, anh ở gần đây luôn hả vậy anh hai? Ở gần đây có. Dạ. có cầu Ba Lượng á. Dạ dạ. Chính á. Rồi còn anh này sao? Còn mình em thì em của anh Tư. Em của anh Tư. Thứ sáu của anh Tư, em thứ sáu. Kế luôn hả? Dạ. Ok. Dạ. Anh thứ sáu. Dạ rồi giờ đứng đây đi tao bom ra hết. Mày không ấy ngồi đi anh ngồi. Okay, ngồi okay, để em khỏi cái áo ra nè. Mày muốn người ta cắt lúa cắt cỏ thì sao rồi anh đang cắt cái đổng anh rồi bỏ cho người ta cắt thôi đâu có gì đâu mình phá cái nhà cái cổng rồi mình đi thôi. Bữa tao thấy mày với Phượng đi chợ. Rồi để vậy đi mình quay anh em mình nhậu rồi chơi ha. Thôi ấy lên cái ghế cho ta. Cho nó cao một chút. Đó. Gì là mới đủ nè chứ. Đó để anh em mình sắp cùng nhậu coi. Cái đó giờ này dạ cái này là bây giờ là 12 triệu à. Quay nước rồi được luôn. Vô nhà quay ở nhà rồi chứ đám giỗ mình phải quay trong nhà. Thì Phước Lợi cũng hơi trễ rồi các bạn ơi, thì cúng kiến xong hết trơn rồi hả? Dạ, xong hết rồi anh ơi. Dạ, chỉ còn gia đình mình chứ còn nhập tiệc không à. Dạ. Ok. Mình quay thêm làm kỷ niệm thôi chứ không có gì hết. Để bán qua Trung Quốc không? Dạ, dạ. Bán là... Dạ, không bán đâu. Dạ. Dạ con chào mấy cô mấy chị. Mấy chị. Đây là chị chứ không có cô. Dạ chị cho bắt tay chị Tư. Đây là chị Tư vợ của anh Tư nha các bạn. Đó. Rồi chị sao? Tư. Chị Ba. Hả? Em bắt tay chị Ba ha. Cái này cũng chị Tư luôn hả? Chị Tư. Dạ chào chị. Dạ. Rồi phía sau là ở sao? Đó. Con thằng nữa.
em kế con thằng ốc nó chín là hả thế chín hả con thằng ốc nó là ông đồng rồi đồng dữ nha trời ơi 12 này út hả em tên gì em tên út út nhỏ nhất út nhỏ nhất ờ tên út là út luôn ờ ờ đây là bàn thờ để phước mà thắp nhang cái chủ đó ơi đó ơi đó rồi làm đi nhé anh em ở đây em cháu làm đi anh Tư không biết đó. Em dâu vậy là vợ của ai vợ anh vợ sao? Của người dâu của người gì vậy hả à, vậy là con bà con thôi nè bà con thôi à, chứ không phải là vợ anh sáu anh bảy chứ không à, không có ừ dạ. rồi được à dạ ok vậy mình ra đây nha không bây giờ hơi nắng rồi ha không ai vô nhà luôn ha ôi mát anh còn không sao đâu mà trong lùm cây này mát á mát không mát ok lắm á đó có hết pin không dạ có hết pin không không còn tại vì em cho nó mấy phút là nó tắt phía màn hình trước cho nó đỡ hao pin á tôi sợ hết pin bữa xe là chưa lấy bản số không chưa nó là ngàn á không chịu cho anh đổi số thì nó nói chặt cái kinh giống như em ở là như là ấp 14 hồi xưa á bây giờ nó đổi là thành kinh 14 thì nó bắt đi chỉnh sửa lại cái giấy mà nước xả giải cho xe 39 14, 13 mình á. Dạ. Ừ, phát ơi phát. Ngồi đi anh, ngồi đi. Vợ tôi ở không, nó là em. Nó là em, thằng em phía chính. Em chính, ngồi đi em chính. Sao? Nó là em. Hôm nay là đó nó đi qua miên nó gặp nè. Không phải. Không, hồi xưa đó là coi như miên. Anh em thì hồi xưa nhà của Phước ở Vĩnh Thận. Ở ngoài chợ Vĩnh Thận á. Thì anh Tư, ảnh đi về cái anh ghé nhà Phước anh ngủ. Thì ảnh mua đồ anh Campuchia về cho Phước bán. Áo thun nè, dép Lào rồi quần jean rồi đó. Rồi cái Phước mới thu mua những cái mặt hàng như cái da răng mua sẵn cho anh, đây anh đem đi về bên kia để anh bán. Rồi anh lấy hàng bên đó về vậy đó. Anh em cũng trao đổi vậy đó. Rồi lúc mà đi con đi vượt biên á. Hồi nãy camera gần đây mà kể cho nghe luôn ha. Chuyện đi vượt biên hấp dẫn lắm. Ở bên miền lớn như vậy mà qua đây qua bển gặp luôn á. Là có ghế là cao chút mấy ngàn cái nhà trọ. À không, để chút xíu ta đưa cái ghế cao cho nó gặp. Mà bữa đó hên là thường chiều tôi về ảnh. Thôi để bên à. Nè. Ngủ lại đây bên này đi. Hết chuyện thì ra ngồi đây. Rồi 7 thằng rồi đó, 7 thằng rồi không. Hay là nhờ cháu này đi ta. Nhờ con ra con cầm camera giùm chú đi ha. Con tên gì? Dạ tên Yến. Yến hả? Ờ xinh gái quá. Tên là cháu. Rồi. Ờ cháu. Con cầm camera cho chú đi ha. Chừng nào khi nào màu đỏ này nó hết á thì con bấm tiếp. Rồi. Ờ. Chừng 5 phút là chú xét 5 phút là tự động nó ngưng. Thì con cần lại đăng đây để chú kể chuyện đồ cho nghe nó con quay. Rồi con lâu lâu con quay vòng vòng con không chịu quay ra, quay ra cho thấy mặt. Đang nghĩ nó về mà nó không chịu về nó đi nữa. Các bạn ơi, con Ngọc có thể con ngồi ghế cũng được, cho đỡ mỏi chân. Rồi. Con nhìn cái màn hình đó con thấy cái khung nó vô đâu á. Mà có nước đá không anh ta? Thời gian nó. Nước đá trời mưa rồi. Rồi. Đi vô nhà không được đâu, đi vô nhà gặp mưa. Vô nhà có một khỏe hơn. Vô nhà đi, vô ăn ba kìa. Vô trong này nè. Vô hành lang nè. Dẫn vô nhà luôn hả? Để đi xe xuống đi xe. Đưa máy cho cậu. À con ơi, chuyển mưa rồi thì bây giờ ở dưới quê mình là vậy đó. Bây giờ phải di chuyển vào bên trong. Đó, cái này hấp dẫn nè, là ở nước ngoài không có vụ này đâu nha. Ừ, đây mới hay nè. Đó vui không? Thì trời mưa thì mình đưa bàn vô thôi, bàn lưu động mà.
ở trước này được rồi chú ơi. Ở vô vô trong hả? Vô trong luôn hả? Vô trong thì nó hơi tối. Không ở trong tối mình. Hai hàng có đèn lên ok, còn không có đèn thì nó tối. Rồi rồi. Dạ dạ. Di chuyển vô trời mưa anh. Dạ. Rồi vô đây Bảo không sợ nè. Bảo không sợ đâu nha, Bảo cũng không sợ luôn đó, hấp dẫn. Mấy của em mày. Bóng lên. Dạ 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 ok để em kiếm chỗ. Dạ. Rồi ok. Quá đẹp luôn á. Rồi ok, để lấy ừ, coi chừng cái áo ướt nhẹp. Anh mua không? Anh mua không? Anh mua anh cà, anh cà được không này được. Hôm nay cà được không này được. Cà được không được. Cà được không được. Trời à. Ơi, hôm nay mà mua mua cà mà mua. Bây giờ gì nữa bỏ cái xuống rồi. Rồi cái kéo hai cái bạn vô. Kéo trời sang nhau. Ê hai bên. Nhảy để cho bảy công đi. Dạ. Để cái bàn cho bên mà mấy cô đồ ngồi bên đó mình bên đây phải không? Một bàn nam bàn nữ. Hả? Ngồi sang kẻ cũng vui. Rồi sang kẻ. Ngồi chứ. Rồi rồi. Có mới khui qua đó. Bây giờ anh thấu với tôi rồi để ngồi đi để thông tin. Ừ mới khui ra. Dạ em nhắn tin rồi. Chết mấy cái thằng mà ngồi ăn mắt. Rồi em bấm máy ha. Còn một hộp mẹ. Nó giống như đó. Nó giống như thằng nước. Cái gì trong phòng này nè. Đây nè, trong ra đường anh ta lộng chó mất rồi thì có đòi à. Sao cái gấp thế con? Lần nào đi đâu đi em trong đó kệ nó. À, đây nè. À, còn ghế nữa nè. Lấy ghế vô nữa chứ. Lấy ghế vô. Ghế vô. Rồi chị Tứ đâu ngồi. Ờ đó. Thấy mấy bạn ngồi trên giường, mấy tao nằm giường hoài. Mọi người đóng cái lưng chứ. Mọi người kế gì rồi sao nó mỏi. Trời ơi, mỏi tí nữa. Sao mà làm gì mà không khóc. Cái liền nhỏ quá. Thì cũng được rồi đó. Rồi xuống, mời. Một lát là thôi phụ nhiên hết. Một lát thì không có bia, có bia không tràn đổ tụi kéo tại vô. Tao không biết được đâu mẹ. Mấy? Đi kéo tại vô. Không thấy được không? Không, phải ngồi. Ơi. Không à, ngồi ở ngoài không có nói vô nha. Không có xìa. Quý bà sẽ cho lên cho đi. Đấy. Để đây. Không, mà bữa nay là không có cho ngồi đây nữa. Qua đây hết. Hả? Ở đây, để đây. Để dọn qua đây. Không, cái này để đây. Không cho, cái này dọn cái khác. Ừ. Dọn cái khác, mà dì ba đừng về nha. Dì ba đi. Đồ chạm nữa. Dọn cái cũ rồi. Nhà kêu lính không phải chạm nữa. Vườn phước đâu anh? Dạ dạ. Chạy đâu nữa anh? Em coi cái camera cái. Rồi rồi ok. Rồi ngồi đi, hôm nay ngồi đi anh hai. Ừ, trời ơi đừng có lo anh. Em mày ngồi đi đừng có lo anh. Anh em mình cũng một cái đi bắt đầu nghe kể cái chuyện ngày trưa là cho anh em mình nghe. Vô vô anh lại mời hai. Mời ba của anh nè. Anh chưa có. Trời ơi không có vụ. Không mà không có vụ khó uống chứ luôn. Không có đủ khó uống chứ luôn Phước ơi. Nó đi lâu quá nó không nó không gành mấy cái từ của đây đâu. Nó ra đây mà không có đủ khó uống chứ luôn. Không có đủ lấy gì mà uống. Đó giờ uống gọt nước đá vô đây mày. Làm gì mà không còn mà không có gì hả? Ừ, làm ha.
Hồi nãy tao nói rồi, bố ơi. Không được, không được.
hồi nãy tao nói rồi. Dây gắt chữ lê lề dây gắt chữ lê nó còn không đến được nó không để cho anh khỏi chờ khỏi đợi mà thì giờ cũng liên lợi nha là coi gì hỏi thêm quà chờ không muốn nói gì vô đây muốn nói gì vô đây không tôi nghe bây giờ ông nói ông để cái mình bạn trung niên còn bên đó người già người lớn ta ăn bánh uống nước rồi giờ bữa ăn như không à ăn vụ gì trời vụ gì bữa nay mấy đứa uống người lớn ta uống trà nói chuyện ăn bánh mấy đứa ăn nhậu cho nhỏ nhỏ tí làm lớn nhỏ tiếng chút hả dạng trung niên mình làm được chỗ này là bị rụng dữ lắm nhiều chuyện quá để người giàu đó là lòng mà sát á thì nó không thật rụng đó nhỏ nhỏ rồi thôi mấy ông có ngày mới ăn trà ăn bánh uống trà thôi giờ bữa ăn không thật rụng cho ăn với đó cái ông với người ta cái lộn mà tôi sử dụng cái sản phẩm mà ta xài cái gì đó nó loại lòng nó đều đúng rồi đó dương mài nhà tường nha có nghĩ cha ba bữa cũng đi cha đó ba một trăm chị gặp lại là ba hay số mài số thì anh với ảnh đi qua Campuchia anh đem đó mà nhà này cái là đó em đi qua Campuchia hồi năm 87 á qua Campuchia đi với thêm năm thằng bạn nữa bây giờ bốn thằng chứ tay công vậy hả cầm hoài uống khỏi ra ra cả ngày rồi mới liệm được anh hai này nói chuyện vui lắm không anh thì anh ngại lắm đừng quay ngay mặt bị con bắt gỗ chưa cạo râu kìa ông chính ông chưa cạo râu nè có gì cạo rồi á mà cạo râu kia cạo râu kia hả bữa nay nó hai bữa à tôi quay lên sợ gặp mấy đứa em tôi ông sáu nè ông mới cạo hay gì nè thấy em hết quá đó cạo trước anh bữa vậy hả trước anh mới cạo sát ủa anh em ở nước ngoài nhóc á ở nước nào không vậy chứ anh hai anh em mình kia anh em mình cũng rất là may mắn ha bữa nay có anh Phước thì Đài Loan trong cái lâu lắm rồi mình cúng giỗ cũng nhiều cái thường niên á cúng giỗ mẹ mà bữa nay là rất là vinh dự được anh Phước đến dự với anh em mình á. Này mình cũng không biết nói sao thôi đúng có bia là cũng phải mời anh Phước một ly nữa. Ừ. Rồi để cho còn chương trình mới. Ờ chương trình. Chương trình mới nữa. Bây giờ không bây giờ Phước để còn chút nữa chương trình nữa. Còn cảm ơn em Sáu nha. Bây giờ chương trình mới là mới không? Dạ. Coi chừng đi nhà ba Cường đó nghe. Đúng rồi, bây giờ mình cái này mình kết thúc cái clip này đây. Rồi còn mình đi chương trình mới quay cái clip mới. Rồi các bạn ơi, Phước xin kết thúc video tại đây ha. Chúc các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe. Các bạn hãy ủng hộ Phước bằng cách bấm vào ngón tay like và bấm vào nút đăng ký màu đỏ đó các bạn, nếu bạn nào chưa đăng ký, và bật chuông thông báo luôn để cập nhật video tiếp theo của Phước nha. Ok.